Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một tác phẩm địa tạng ngồi đế thính chất liệu bằng đồng giác vàng để cả nhà mình xem nha. Về trọng lượng là khoảng 13 kg cho tác phẩm này. Đây là mã số 1 ở trong video ngày hôm nay. Rồi cả nhà mình cùng xem cái tác phẩm này nha. Tác phẩm này rất là hay, rất là đẹp ha. Và chiều cao là tổng thể là tầm khoảng là 47 cm đây. Cả nhà mình cùng xem ha, 47. Đó, và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 35. Đó, bằng đồng giác vàng nha cả nhà mình nha. Đây cả nhà mình xem ha. Đồng giác vàng. Quả tiết qua văn trên đây cực kỳ đẹp. Tượng địa tạng vương Bồ Tát ha, chất liệu bằng đồng giác vàng. Đây em quay một vòng cho mình xem ha. Đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay nha, chiều tối ngày hôm nay. Địa tạng vương Bồ Tát đồng giác vàng. Rồi tác phẩm này thì bên em có giá giao lưu với mình là 7 triệu đồng nha. 7 triệu đồng cho tác phẩm này. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm sản phẩm này thì báo lại giúp em ha. Đồng giác vàng, địa tạng vương Bồ Tát. Địa tạng ngồi trên đế thính ha. Đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Rồi mã số 2 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một bộ có mâm chén đũa bằng đồng mạ vàng nha. Đây cả nhà mình xem ha. Đồng mạ vàng. Một bộ nó bao gồm là 6 chén. 6 chén, 6 đũa và một mâm. Tổng trọng lượng của bộ này khoảng 2 kg thôi nha cả nhà mình nha. Tại vì những cái chén này nó làm hai lớp làm mỏng nha. Đồng mạ vàng. Đây cả nhà mình xem. Đôi đũa thì dài tầm khoảng là 24 cm nha, 24 cm ha. Và chén là đường kính là tầm khoảng là 11 cm. Chén là được chạm gồng phụng đây, được làm hai lớp. Rất là đẹp. Mâm thì đường kính mâm là tầm khoảng là 52 cm nha. Chọn bộ này khoảng 2 kg đồng mạ vàng. Vừa trưng bày siêu tầm thì thôi khỏi chê luôn nha. Sáng bóng rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem ha, đồng mạ vàng. Đó mình cùng xem ha, một bộ mâm chén đũa bằng đồng mạ vàng. Thì đây là mã số 2 trong ngày hôm nay. Thì bên em có giá giao luôn cả nhà mình một bộ như thế này là 3.300.000 nha. Một bộ như thế này 3.300.000. Em bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Một bộ mâm chén đũa bằng đồng mạ vàng. Mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Rồi mã số 3 trong ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình có về được một tượng Thái Ất Chân Nhân như cái nào nha. Đây là tượng Thái Ất Chân Nhân nha. Đó, ông đang cỡi trên một cái con sư tử, đặc biệt là con sư tử này, sư tử chín đầu. Đây cả nhà mình xem nha, trên đây là con sư tử này là chín đầu ha. Đây cả nhà mình xem đây, rất là độc lạ nha. Mà hôm nay bên em vừa sưu tầm được, quay lên để gửi đến cả nhà mình ha. Đó, đây quay một vòng cho mình xem nha. Thái Ất Chân Nhân cỡi trên một cái con sư tử chín đầu. Đây, chất liệu bằng đồng, rất là đẹp, tổng trọng lượng khoảng 11 kg. Đây được xem là một những tác phẩm cũng rất là hay nha. Đây, con sư tử này có chín đầu nha, cả nhà mình cũng thấy ha. Đó, chín đầu nha, tổng trọng lượng là 11 kg. Đây cả nhà mình xem đây. Qua bề ngang của tượng là tầm khoảng là 37 cm. Rồi chiều cao tầm khoảng 40 cm nha. Chất liệu bằng đồng ha. Chất liệu bằng đồng. Và tượng này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 7.500.000 nha. 7.500.000 cho một tác phẩm rất là hay của ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 3 có trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo lên cả nhà mình mã số 4. Đây mã số 4 của ngày hôm nay là có tổng trọng lượng là 7 kg. Phật Di Lạc. Đây Phật Di Lạc nha. Đặc biệt tượng này được giác vàng. Đây cả nhà mình xem đây, tượng Phật Di Lạc ha. Đặc biệt là tượng Phật Di Lạc này được giác vàng lên nha. Em quay gần cho mình xem ha, tượng Phật Di Lạc được giác vàng. Đây ông cười rất là tươi nha, Phật Di Lạc giác vàng ha. Đó, 7 kg nha. Ông cười rất là tươi ha. Rồi bề ngang tổng thể của ông là khoảng là 28 cm. Rồi chiều cao tổng thể là 20. Chất liệu bằng đồng được giác vàng lên đây. Đây cả nhà mình xem tượng này ha. Tượng này thì thôi khỏi chê nha. Tượng này rất là đẹp. Đó. Được giác vàng ha. Ông đang ôm cái bao tiền cười rất là tươi nha. Mặt cười rất là tươi, tay cầm thỏi vàng nè. Rất là hay ha. Và tượng này thì bên em chỉ có giá giao của mình là 3.500.000 thôi nha. 3.500.000. 3.500.000 cho một tượng được Phật Di Lạc được giác vàng của ngày hôm nay. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay. Rồi mã số 5 trong ngày hôm nay thì bên em có về được một tượng Phật Di Lạc nha. Di Lạc cỡ Long Quy, đặc biệt là được giác vàng, giác bạc và giác đồng đỏ. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Làm nổi bật lên cái tượng này ha. Tượng này rất là hay, rất là đẹp, tổng trọng lượng 17 kg nha cả nhà nha. Chất liệu bằng đồng và chiều cao của cái tượng này nó lên là khoảng là 48 cm. Nặng là 17 kg, Di Lạc cỡ Long Quy ha, được giác vàng, giác bạc, giác đồng đỏ nha. Và bề ngang tổng thể nó tầm khoảng là 38. Đây cả nhà mình xem nè, một tượng rất là đẹp ha, rất là sắc nét của ngày hôm nay. Đây phía sau lưng đây ha. Đây được giác vàng. Rất là đẹp.
rất là nét nha. Đây cái này mình xem được làm rất là công phu tỉ mỉ từng chi tiết ha, bằng đồng và được giác vàng, giác bạc, giác đồng đỏ để làm nổi bật lên trên tượng nha, tượng của ông ha. Mặt sau là giác rất là nhiều đây, cái nhà mình xem đây ha, mặt sau là nguyên cái lưng của ông được, phía sau là giác vàng luôn nha, cả cái nón là nguyên nón được giác vàng luôn ha. Đây là mã số 5 của trong video ngày hôm nay, và mã số 5 thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình đó, một mẫu như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, tượng như thế này là 8.500.000 nha, 8.500.000 cho mã số 5 mà bên em gửi đến cả nhà mình trong video ngày hôm nay ha. Mã số 5 tượng Phật Di Lặc cỡ long quy giác vàng, mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 ngày hôm nay tổng trọng lượng là khoảng 6.8 cũng được giác vàng luôn, quan công hộ pháp. Hai tượng này rất là hay, đây cả nhà mình xem nha, quan công hộ pháp, hai tượng này cũng được giác vàng luôn. Đây giác vàng, thường những tượng được giác vàng lên là rất là nổi bật như cả nhà ha. Đây em quay gần cho mình xem nha, quan công hộ pháp, quan công hộ pháp là được mẫu này là được giác vàng lên. Đây mình cùng xem, đây là mã số 6 ở trong video ngày hôm nay. Rồi chiều cao của hai ông, đây cả nhà mình xem ha, chiều cao của hai ông là tầm khoảng là gần 30 cm nha. Rồi bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 14, rõ chất liệu bằng đồng ha, đồng được giác vàng. Đây mà đây cả nhà mình xem ha, mẫu này rất là hay. Đây quay một vòng phía sau lưng cho mình xem ha. Đó, và hai tượng như thế này, hai tượng là được giác vàng, giác bạc, được giác vàng như thế này, quan công hộ pháp. Mẫu này thì mẫu này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 6 của ngày hôm nay là 4.000.000 đồng nha, 4.000.000 đồng cho mã số 6, 4.000.000 đồng cho mã số 6. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Rồi mã số 7 có tổng trọng lượng là 4 kg, một con cua nha, bằng đồng. Có một con cua bằng đồng mạ vàng, đây cả nhà mình xem này, con cua ha, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp, 4 kg nha, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 28 cm, rồi bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 20 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây, và con cua như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, con cua bằng đồng mạ vàng ha. Đó, con này có giá giao lưu với mình một tác phẩm như thế này, cua bằng đồng mạ vàng, thì con này có giá giao lưu với mình là 1.800.000, bên em bao lưu phí vận chuyển cho mình nha, 1.800.000 ha, cho mã. Đây là mã số 7 có trong video ngày hôm nay. Rồi đây là mã số 7 ha. Con cua này là mã số 7 nha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là diệu trì địa mẫu, có tổng trọng lượng là 5 kg. Đây tác phẩm diệu trì địa mẫu chất liệu đồng, diệu trì địa mẫu ha. Rồi cho mã số 8. Mẫu này là mã số 8 nha cả nhà nha. Mẫu này là mã số 8 ha, diệu trì địa mẫu. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm tượng này thì báo với em nha. Mẫu này nè, rất là hay, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 32 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 18, chất liệu bằng đồng, và tượng diệu trì địa mẫu của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm diệu trì địa mẫu là 2.800.000, 2.800.000 cho mã số 8 và bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 9. Có tổng trọng lượng 3.8 kg, một con ngựa kéo xe bắp cải. Đó, một con ngựa ha, kéo nguyên một chiếc xe tiền. Đây cả nhà mình xem, chất liệu bằng đồng. Đó, mã này và chiều dài tổng thể của tác phẩm này là khoảng là 27, rồi chiều cao là khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Và con này thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2.000.000 đồng nha, 2.000.000 đồng cho mã số 9 có trong video hôm nay ha. Và đây là một con ngựa này, đây cả nhà mình xem, chất liệu bằng đồng ha, đế này ha, một chuyện luôn nha. Rồi cái này có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha. Đây là mã số 9 có trong video ngày hôm nay nha. Mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 có tổng trọng lượng là 9.2 kg. Rồi giới thiệu cái nhà mình thần tài ha, có thần tài 4 số 9 này, cái nhà mình xem, ông thần tài cỡ trên con ngựa ha, mẫu này rất là hay nha. Và chiều cao tổng thể của ông tầm khoảng là 31 cm, rồi bề ngang tổng thể là 26, chất liệu bằng đồng ha. Đây có chữ 4 số 9. Và tượng này thì bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3.900.000 ha, tượng ông thần tài đó đang cỡ trên con ngựa 4 số 9 đó. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm mẫu này thì báo với em ha, mẫu này rất là hay nha. Đây là mã số 10 ở trong video ngày hôm nay nha, mã số 10 ha. Và tiếp theo mã số 11 là một cái hũ cốc, có tổng trọng lượng là khoảng gần 2 kg nha. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là
19 cm, rồi đường kính miệng là 10 cm nha. Hũ cốc chưa tài ha, hũ cốc chưa tài, đây cả nhà mình xem một hũ cốc chưa tài ha, bốn chú cốc thải tiền tài tài lộc đây mặt đây ha. Và cái này thì có giá giao luôn với cả nhà mình một cái hũ cốc chưa tài ha, rồi một cái hũ cốc như thế này là 1.800.000, bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Còn mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha. Đây là mã số 11 có trong video ngày hôm nay, và mã số 12, mã số 12 là mã số cuối cùng thì bên em còn được một cặp bình, mã số 12 cặp bình nhỏ xinh xinh nha, tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Đây một cặp bình ha, cặp bình này là mã số cuối cùng, thì cặp này có chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 17 cm, rồi đường kính miệng là khoảng 4,5, và có giá giao luôn cả nhà mình một cặp như thế này. Đây cả nhà mình xem đây, cặp này rất là hay nha, đó mình xem ha. Một cặp như thế này thì hôm nay là bên em có giá giao luôn với cả nhà mình là 1.400.000 nha, cho một cặp bình của ngày hôm nay. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.